Chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cái đoàn đèn Woodo Tini của mình nhá. Đây mẹ nó đây. Đẻ được 5 bé cái. Các bé được 35 ngày tuổi và đang chuyển dần sang ăn cơm rồi. Mọi ngày thì ăn ở trong chuồng, có đèn sưởi, nhưng hôm nay quay video thì đưa ra ngoài này để quay cho mọi người xem. Em ngồi lùi xuống đi, bắt anh ngửa. Nào, bây giờ trước khi ăn thì cân thử các bé này. Cân thử các bé, đây là bé út này. Bé út được cân trước này. Tất cả đều là Woodo Tini. Rất là nghịch, khỏe lắm. Đây bé út. Út ngồi yên nha. Bé út được 4 lạng. Bé út được 4 lạng. Đây bé đầu đàn đây. Bé đầu đàn này. Đầu đàn thì không phải là lớn nhất đàn, nhưng mà rất là thông minh và là con xinh nhất đàn. Bé đầu đàn được 4 lạng 3. Còn bé lớn nhất đàn đây. Bé lớn nhất đàn đây. Bé lớn nhất đàn đây. Rất là nghịch. Con này là giọng chứ không phải là nghịch. Bé nào để cân xuống. Bé đầu đàn đâu. Bé đầu đàn được khoảng 4 lạng 6 lạng rưỡi. Đó. Và bây giờ bắt đầu cho các bé ăn này. Cân nốt bạn nâu với lại bạn đây, số 4 đi. Bạn nâu này cân nốt nhá. Bạn nâu này. Bạn nâu được bao nhiêu? Bạn nâu được khoảng 5 lạng 4. Bạn số 4 nào? Bạn số 4 đây. Bạn số 4 là em bạn nâu. 5 lạng rưỡi nha. Này bạn số 4 này là trước là bé hơn bạn nâu, thế mà ăn do hào ăn. Đây đây bạn này là bạn bự nhất, là bạn bự nhất đàn đấy. Đấy 6 lạng rưỡi đấy. Nào. Bây giờ bắt đầu ăn nào. Đưa trật tự nào. Trật tự nào các con. Đây là khẩu phần ăn của các bé. Là Chết. Nào. Mọi lần thì cho ăn ở trong chuồng. Rất hào ăn. Đang ăn cháo hà. Chuẩn bị ăn cơm được rồi. Đang mọc răng rồi. Quá trình này thì bổ sung canxi thường xuyên để cho xương chắc khỏe. Đó, hào ăn lắm. Đấy mẹ của các bé, đấy mẹ của các bé nặng khoảng 3 kg. Bố của các bé thì nặng 2,2 kg. Rất là nhỏ nhắn. Rất hào ăn. Nhai nè, đó bắt đầu biết nhai nè, Mọi ngày thì ăn ở trong chuồng, có đèn sưởi, ăn xong thì mình sẽ lấy nước ấm để lau mặt, lau chân, vệ sinh cho các bé trước khi mà các bé đi ngủ. Hào ăn lắm. Chó nhỏ này đường ruột rất là quan trọng, nên là việc ăn uống mình phải chế biến vệ sinh. Cháo này là cháo mình làm là để người ăn được. Nhưng mà khi mà cho chó ăn thì mình có pha thêm bí ngô và thức ăn của chó nữa. Còn nấu cháo được là người ăn được.
gạo sạch, gạo Thái. Nó được sao à, tí nữa này sẵn chân và tí nữa phải lau đây. Bạn ăn bạn này tè cả ra nhà tôi này, đây bụng ở đây nó ăn đây. Này nó lau chân sạch sẽ ăn xong chưa? Bạn này ăn no quá, ăn no quá không, không tốt, ăn thế là hóng ăn quá. Con này thừa để cho mẹ nó. Mẹ đấy, mới có 35 ngày rất khỏe. Đang chờ đủ ngày để sổ giun và tiêm phòng. Sau khi sổ giun và tiêm phòng thì có thể giao đến nhà cho các bạn. Thank you.